chủ và tớ Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế Quản lý hơn 10.000 công dân Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này Đã khiến bao người ngưỡng mộ Thế nhưng trong gia đình Mặc dù vợ chồng bà sống hết sức Ấm êm hạnh phúc Nhưng đối với cậu quý tử tên Cường Thì họ lại bó tay hết cách Cường rất thông minh Từ nhỏ chăm học Ít nói trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan là bảo bối vô giá nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online từ đó phát sinh nhiều điều không hay suốt ngày suốt đêm cường cứ lên mạng chơi game vì vậy mà học hành sa sút cha mẹ giáo sư bạn bè có khuyên can dạy bảo chi thấy đều như nước đổ đầu vịt cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp, nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm Thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp Nhưng mà tất cả đều vô dụng Trời ơi <laughs> Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng Tôi rất cảm thông Liền an ủi giải thích Phải ôm lấy thống khổ Chịu não phiền nung nấu như hôm nay Tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra Nguyên bà Trương và chồng Đời trước cùng là vợ chồng Nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi bà Trương thuở Đó mang thân nam là một ông địa chủ nổi danh tuy giàu nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân ông tự thị mình giàu nên rất khinh người lúc đó trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi cha mẹ nó do thiếu nợ họ vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận họ thường đánh đập mắng chửi đối xử với nó rất tệ ngày nọ thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng May là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ. Này đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra Do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay Ba tháng sau Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả Không nên nhắm mắt Đánh đập con cái Mà phải sám hối những điều đã làm Đã tạo trong đời trước Thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình Phải vì con ăn chay Tụng kinh hồi hướng Cầu Phật lực nhiếp thọ Hóa giải Biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái Thành thiện duyên Tiếp theo Còn phải giáo dục con cái Hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị dịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì dịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Nguyên nhân không ngờ Có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay, luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám, vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết, nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin xin sư phụ quan sát dùm xem bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này hòa thượng diệu pháp hỏi bà ngày trước ở nông thôn mà dạ con vốn ở dưới quê sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố lúc bà còn ở dưới quê trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt phải không dạ phải tổ yến làm ở phía trên rất là dơ bẩn vì vậy, vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á sau đó thế nào chim yến về thấy tổ biến mất buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp rồi à, lượng vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu sau đó không biết nó đi đâu nữa hòa thượng diều pháp khai thị. tất nhiên bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng, người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở nữ cư sĩ như bừng tỉnh gật gù nói phải sư phụ lại hỏi bà là người rất tiết kiệm biết quý tiết tài vật thấy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ thì lượng đem về tích trữ dồn cất cho nhiều rồi đem bán ve chai lấy tiền có việc đầy chăng nữ cư sĩ hỏi ngược lại con không có hề trộm đoạt của ai chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền vậy mà cũng có tội hay sao ta không nói có tội chiếu theo gia cảnh nhà bà đời sống rất sung túc lẽ ra bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm vì gia cảnh bà đã rất khấm khá mà còn đi làm vậy đó là tâm tham người học phật nên từ bi hỷ xả phải nhớ điều này ta không hề kết tội mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo bà có hiểu ý ta nói chăng nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp sư phụ nói rất là đúng con chỉ nghĩ đơn giản rằng giật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền không lượm là uống phí con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. cười. Lỗi bà Phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái, uhm, hít thở dễ dàng lắm. Người, người chồng, chồng tài hoa Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái tiểu mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến thị trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy chứng tỏ họ chết rất đau khổ không cam tâm ban cảnh sát hình sự nhật bản vốn giàu kinh nghiệm thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc nội tình không đơn giản cảnh sát nhật bản rất quan tâm đến vụ án này lần theo lý lịch hồ chiếu người chết họ đến đài loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi, nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đại Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, người khen Nàng chính là niềm tự hào Của gia đình họ Chiên Quyên học đại học đến năm thứ tư Nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội Nàng quen anh U huyền Nhân Người đài đại Bề ngoài không có gì xuất chúng Nhưng có lắm tài Tính anh khéo hài hước pha trò Chọc người cười vui Nói năng lưu loát Lại khéo nhã ngọc phun châu Nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên Qua nửa năm quen biết tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hãy khuyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập vu luân thuận thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực tính trầm lặng ít nói lúc đó thuận đã âm thầm thương yêu quyên sau khi nhân tạ thế thuận nhiệt tình theo đuổi quyên những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường quyên dạy đón nàng về nhà đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi mỗi lần quyên về gia nghĩa thăm cha mẹ thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng thuận kiên trì theo đuổi quyên suốt một năm rưỡi cuối cùng nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường sau khi kết hôn quyên mới biết trước đây thuận đập đơn xin du học bên nhật bản đã được chấp nhận trường thông báo nội trong một tháng thuận phải đến đăng ký vì mới kết hôn nên thuận muốn từ bỏ cơ hội sang nhật bản để được ở bên vợ nhưng quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu thuận cảm thấy vợ nói có lý bèn quyết định sang nhật du học lòng tràn đầy xúc động và cảm kích trước đêm chia biệt thuận đã ba lần bốn lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong chàng sẽ quay về đài loan ngay sẽ mở phòng mạch ở đài bắc cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau lời của chàng làm quyên cảm động không thôi nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người kể từ đó mọi gánh nặng trút xuống đầu quyên nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên nhật một năm sau đó tiền quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng, nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này con của Quyên đã một tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn lên không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc nhận công tác tiếp khách bán cười không bán thân trong thời gian ba năm nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở nhật bản nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya dạy học vất vả nên quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng bác sĩ tuyên bố kể từ đây nàng không thể sinh con được nữa điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng Quyên luôn tự tin. Tất cả mình đã hy sinh vì chồng. Anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng và tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã len lút kết hôn, cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là động sự. Nhưng không bao lâu, thì tin này cũng truyền đến tai khuyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bị đặt. song thâm tâm, vẫn bán tính bán nghi. Thế là nàng quyết định, đời khi mình khỏe mạnh lại, sẽ dẫn con gái tiểu mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận Nhật được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ. Thuận âm thầm, dừng lên một âm mưu hiểm độc đầu tiên. Chàng lấy lý do bận rộn, phái gửi đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến, hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thua bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó, chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của quyên còn quyên thì quá tự thà nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình thuận liền đanh thép buộc tội dõng dạc đề xuất ly hôn với quyên trong khách sạn sau khi vở kịch thành công tỉ mãn thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê phụi luôn bốn năm quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học tất cả ân tình sâu nặng tất cả hy sinh của quyên giây phút này điều hóa thành vô dĩ. Quy nhận ra, hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyền tìm đến y viện, và nàng phát hiện ra sự thật phủ vàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn độ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng thuận để hỏi cho minh bạch. Dừng đến đó, nàng chỉ chút thêm dục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn cứ bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyền thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất do thương tâm bị đã kích nặng. Nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là Hoa Kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng tiểu mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết. Họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó, Thuần được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuần đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung tại giảng đường thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu mù hai mắt do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện nhật bản cái micro ấy vì sao có thể phát nổ nạn nhân vì sao lại là thuận người chồng bạc tình phụ dĩ dẫn tâm cư xử ác độc ruồng bỏ người vợ vừa là người ân của mình và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê rốt cuộc thì đây là trùng hợp là thiên ý trừng phạt hay báo ứng mọi người bàn tán xôn xao theo người viết thì thuần trốn được quốc pháp nhân luật nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian, chứ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mua cầu lời riêng. Khôn nhân như thế, sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ, Kim Bác sĩ Thuận, việc công danh lợi lộc trước mắt, mà bước vào nẻo sai, cuối cùng, đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm, như mọi người đã thấy. Đây gọi là, ác nhân gặp ác báo mê hồn than mê hồn than như tứ đổ tường nhiều người mê đắm khó thể buông hút thuốc học bài mờ tâm trí đắm nghiền tủ sắc từ trói thân nếu ai thoát khỏi bốn tật này chính là như lai từ tại vương một chàng sinh viên khoảng hai mươi hướng hòa thượng diệu pháp nhiều thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng, hệ diêm dương cho người nào đầu thai, thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật, có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? À? Hòa thượng Diệu Pháp đáp. Ta nói có hay không, đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem, hiện tại người thế gian trước đây là oan gia với nhau nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác vậy là thù có thể hóa thành bạn có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống, thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt dương câu tiễn vì muốn báo thù ngô phù sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch ngô phù sai? Đây chỉ là giả dờ, dối trá thôi vì tận đáy lòng diệt dương ông đầy thù oán chỉ đợi thời cơ rửa hận không phải là không báo thù mà vì thời chưa tới một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi về hình dấp xem như có thay đầu đổi mặt thực đó nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan rằng nên hướng ai báo ân hướng ai đòi nợ vì vậy mới có câu thiện được thiện báo ác hữu ác báo do nghiệp lực dẫn dắt hễ cần đến thì nhất định phải đến cần đi chắc chắn sẽ đi quyết không thể gì ưa ghét của bạn mà thủ xã tăng giảm. Cho nên, bị mê hồn than làm lú lẫn, chính là bị tập khí, tham, sân si, che lấp, Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo, lưu chuyển trong sinh tử. Người chân voi Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi Người Triều Châu năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông Ly Hương qua nước Thái Lan mưu sinh, khi đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân vôi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu Ngày nào cũng thế. Mười năm trước, ông theo đoàn du lịch đến biển Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái Tiên Sinh vẫn ưa ăn chân gẩn vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu sau này có người bày ông cách dùng chân ngỗng nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh tráng khí dưỡng thần là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại thế là thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng tại trên cái bàn sắt chung quanh có lan can bao kính Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kính. Đợi bằng sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bảo vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi cùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng chiêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn, chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngớt xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riêu riêu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu, khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồi. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, khuôn bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hạng mồ hôi dầm về. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ác là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng. Vì ông đem con ngỗng còn sống, nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ, thì tim kinh thịt rung, Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao Giống hệt như chân ngỗng, vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng, mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ, nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, Ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống, chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện, từ ngày nay trở đi không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thanh khẩu trường chay ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi cử động bị khó khăn thôi đến nay ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán cho nên không muốn chữa trị làm chi thôi thì kham chịu lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau chứ vì dục vọng ham sướng bị nhất thời mà sát sinh phải biết thức ăn vừa qua cố họng là biến thành chất thải nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng đúng như thánh xưa từng nói hòa phúc không cửa do chính ta tự chiêu báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện tạo công lập đức vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp nghiệp hết bệnh trừ mẹ chồng nàng dâu vô lượng kiếp đến đây chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh trong lương hoàng sám nói tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch vì sao lại như thế bởi nếu không oán đối ác không có ác đạo, hiện nay ác đạo không dừng, tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói tất cả chúng sinh đều có tâm, tâm này có thể làm phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ, chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận cho nên mới luân hồi trong ba cõi qua lại sáu đường xả thân rồi thọ thân không ngừng nghỉ vì sao như thế tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay liên tục phân biệt mê muội vô minh giấy mãi biển ái đắm chìm khởi tâm điên đảo làm mười hành ác bản thân tự hành thập ác còn dạy người hành ác Tán tháng pháp ác, khen người hành ác. Như thế, thân khẩu ý, trong khoảng một niệm, mở rộng tám vạn bốn ngàn cửa trần lao, những tội khởi trong một ngày, một tháng, một năm, trải qua bao khiếp, còn hết lại, thành vô lượng, vô biên tội. Vì vậy, mà oán thù tìm báo giao, không có tận cùng nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả sám hối nghiệp chướng rộng tu công đức sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu trường làng và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà được một năm mẹ chồng thường vì những việc bụng vặt mà mắng chửi nàng. Chồng nàng vốn hiếu thuận, những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh, khiến cho Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hô về nhà, thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay, mẹ chồng thân thể không an nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời mỗi ngày nàng luôn dậy sớm ngủ muộn nấu nướng làm bếp hoàn thành tốt việc trong nhà hôm nay trương lan lỡ thức dậy muộn một chút thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong không đợi trương lan mở miệng giải thích bà đã mắng nàng xối xả bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thúi cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm lúc nghỉ lúc làm thử hỏi còn nên thân được chuyện gì nữa hả cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động nổi xung trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà trương lan không dám hé môi nói tiếng nào nàng ráng dịnh oan khuất song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận làm gì cũng ý tứ ráng giữ cho tròn hiếu đạo không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy trương lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt rửa chén xong nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự khóc kể nỗi oan trong lòng nghe trương lan khóc lóc tường thuật sự việc tôi bảo thôi mà thôi em đừng có khóc nữa sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay vào thời đường trương lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác vu hại nên hoàng đế triều vào bái kiến Lúc này, Quý Phi ở cạnh bên, thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó. Bên dưới không ai nghe rõ, nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng cực kỳ không vui. Bởi ông hiểu lầm, vì Quý Phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra, Quý Phi chỉ xin hoàng thượng ấy, hãy xá tội cho ông. Nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm, phải trừng trị ông để răng chúng. Vì vậy, mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lay do vậy mà oán hận trong lòng ông trút cả vào quý phi trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông và những hiểu lầm này của võ tướng oan uổng của quý phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó, quý phi cũng đã từng nghĩ oan, hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế, nhân quả, oan oan tương báo mãi không ngừng. Đến đời này thì họ gặp nhau, lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa, nay chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể, à ha, hèn gì mà có một dạo một người bạn học của em đến thăm lần đầu mới gặp hả mẹ chồng em đã hỏi Trường Lan có nói xấu gì tôi không. Khi biết chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt, mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên, lỗi lầm, ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là, nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. Ba tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt hiện nay ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình cả nhà vui sống thuận hòa những điềm mộng báo trước lời tác giả xin giải thích đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian do một pháp hữu của tôi nằm thấy rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc biến hóa thế nhân xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt cũng như phổ biến những điều hay này nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả siêng năng đoạn ác tu thiện tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên nếu như ngay đây mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối đoạn ác tu thiện thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau. Thệ đổi mới bản thân, làm lại từ đầu. Chân thành sám hối, bỏ xấu khuôn tốt, dứt sát, ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp nghiêm giữ năm giới, tự nhiên, đời sống sẽ cát tường, bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay, sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện, và ủy thác nhờ phổ biến dừng. Bây giờ, mời bạn đọc, nghe câu chuyện kể của người trong cuộc hiểu rõ chân tướng địa chấn nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn đặc biệt là mấy năm gần đây vấn châu liên tục bị đại chấn ngọc thụ cũng bị địa chấn lục lội gián toàn quốc khí hậu lạnh nóng thất thường tai nạn liên miên mấy ngày trước nhã an lô sơn phát sinh địa chấn việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên Tôi nghĩ, mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn, sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường, vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng, chỉ cần trong số độc giả, có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện. Như vậy, là thỏa mãn lắm rồi trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương là lòng đại bi có lòng yêu thương nhân ái con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo hài hòa nghĩa là ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ từng sinh mạng của người và vật nếu mọi loài sống hài hòa như vậy thiên hạ sẽ thái bình phật pháp giảng vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới, vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc, nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi ngược. Đây chính là luật nhân quả, căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải đồng não, chịu khó tư duy, để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt, và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong, do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo, có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có ba loại mộng. Loại một là thường nhân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chim bao như vậy, cho nên các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng và không logic. Loại 2. Do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị khoa mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng, thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3. Do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng, mộng này cần hồi đủ ba điều kiện. Một, có trí huệ bẩm sinh tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy hai có công phu thiền định tương đối cao ra khỏi bùn nhơ và bất diễn chính là thiền tối cao ba do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành loại mộng thứ ba luôn thấy rất rõ ràng giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh đây là linh mộng thường xuất hiện sau ba bốn giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương quan Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi từ thuộc các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật, hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là lời rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt ba đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân. Còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn, rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xa, song những con rắn này, lúc sinh thời có một số, đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng, cho nên bị đọa lạc làm rắn, chính tâm sân cực mạnh, đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số, là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu, gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu, nếu chúng phát tâm quý y Phật. Tình nguyện hộ vệ tam bảo Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất, là hôm sau ở ngoài đời thực, tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm, thì ngày thứ ba, cũng gặp loài động vật này. Tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có hai đội thiền nguyện đi phóng sinh. Một đội thả cá chép, và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng, còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép, đang nói chuyện với người khác. Bên cạnh còn có xe tải lớn. Ba ba còn dặn tôi, phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo, cô thả chúng con sẽ được phúc các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao. Hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ân khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ân. Tôi từng phóng sinh hồ ly. Vậy mà ba lần trong mộng, chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, Hồ Ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì lời cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng từ đấy đại dương ngoi lên bảo tôi ngày thế giới diệt vong đến rồi hôm sau tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần kết quả ba ngày sau phát sinh địa chấn tại nhật bản những động vật báo mộng này rất có linh tính chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ không như con người chúng ta vẫn tưởng và cho là động vật là ngu si không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mà, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. hoàn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là, từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạc. Nhưng, nói tận thế, hay thế giới diệt vong, không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt, hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tần thế là dứt khiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo, đến lúc diệt vong chung, của kẻ tạo nhiều lỗi, khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thò báo chung, trong mộng còn nói rõ. Thế nhân đều biết, năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạc, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện, tạo đủ nghiệp ác, thì sẽ rơi vào ngày mạc trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời. Đặc biệt, là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi, nói do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch, báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày giết một con gà, vân vân, sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng, Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng hai ba tháng, một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn dừng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng, nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù bởi vì, chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài lông xà rất mãnh liệt, cho nên, chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ, nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người, năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa, tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh sau này thiên tai hoạn nạn sẽ đầy rẫy rất khủng khiếp và người ác sẽ diệt vong trước nhất. xét đánh kẻ tham tàn trong bộ sách pháp uyển châu lâm có thuật lại một câu chuyện xưa như sau vào đời đường có một nhân sĩ ở trường hà bột hải tên là phong nguyên tắc anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp có lần ông được quan lộc tự đại phu mời trông coi việc đầu bếp. Bây giờ gặp lúc vua vu điền của Tây Phiên là quý tân đến triều cống. Quan lộc tự đại nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến còn dư gần 100 con dê, vua vu điền bèn bảo nguyên tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên tắc nhận lời ủy thác của người lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, nguyên tắc đã quên bản nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc tại quan quý nhân giao trách nhiệm trong non công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nổi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa tuyên nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sớm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành, khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn xét không kịp là nguyên tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu mè chảy lên láng. Đây há không phải là phong nguyên tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai, bắn nhầm con mình Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng ngô đường này không những đến đây để thưởng hoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của ngô đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra, bất cứ loài mảnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có rừng. À, thì ra đây là một con hoẳng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây. Phập một cái trúng đích, con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy, mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh thế là ngô đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con liền lập tức buông tên con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương nằm quỵ xuống đất hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của ngô đường vẫn chưa cho là đủ bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó liền dương cung buông tên con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra nhưng mà tiếng kêu the thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng vang vẳng trên không trung truyền đến. Này ngô đường, người đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời, trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mảnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp cắn lìa cánh tay mà ngô đường dùng để bắn vậy là ngô đường nằm trên vũng máu mà chết tàn bạo chết sớm lục hiếu chánh ở ung châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng vào khoảng năm trinh quán đời đường gia đạo tương đối bình an xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi Lục Hiếu Chánh là một kẻ không những nhỏ mọn, không thể dung người, mà tính tình còn tàn nhẫn, bạo ngược đối với các sinh vật. Những kẻ ăn người ở trong nhà ông, nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý, thì ông liền chửi mắng, đánh đập. Còn đối với loài động vật, thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào. Một hôm, bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà, thì thấy trên cây có một tổ ong mật, liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác. Thế nhưng, các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu rời đi. Hiếu Chánh rất tức giận, liền sai gia nhân nấu nước sôi, rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong. Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Yếu chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiêu thiêu nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng, thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ông mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say, suốt kỳ bất ý, đốt một phát vào môi ông. Chỉ trong chút lát, toàn bộ môi miệng đều sưng phòng lên đỏ ao. Thế là ông kêu đau liên hồi, làm kinh động đến gia nhân. Đoạn, ông cho người đi mời thầy thuốc đến, rồi dùng thuốc tha vào vết cắn cho tiêu độc. Ai ngờ, chất độc của con ông này vô cùng lợi hại, khiến miệng càng sưng to lên, làm tắc nghẽn cả cuốn họng, không ăn uống gì được. Mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa, nhưng vẫn không có kết quả. Thầy thuốc lắc đầu nói, chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi. Qua ít hôm sau, thân thể ông tiêu tụy không còn ra hình dáng gì nữa. Bấy giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ông mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốt lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Xét đánh kẻ tham tàn Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời đường, có một nhân sĩ ở trường Hà Bột Hải, tên là Phong Nguyên Tắc, anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được quan lộc tự đại phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ, gặp lúc vua vu điền của Tây Phiên là quý tân đến triều cống. Quan lộc tự đại nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua vu điền bèn bảo nguyên tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên tắc nhận lời ủy thác của người lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mộ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, nguyên tắc đã quên bản nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc tại quan quý nhân giao trách nhiệm trong nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nổi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm lòng Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa tuyên nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sớm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành, khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn xét không kịp là nguyên tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu mè chảy lên láng. Đây há không phải là phong nguyên tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai, bắn nhầm con mình Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng ngô đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của ngô đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra bất cứ loài mảnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có rừng. À, thì ra đây là một con hoảng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây. Phập một cái trúng đích, con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy, Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẫn tránh. Thế là ngô đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại, đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của ngô đường vẫn chưa cho là đủ bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó liền dương cung buông tên con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra nhưng mà tiếng kêu the thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng vang vẳng trên không trung truyền đến. Này ngô đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con Nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời, trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mảnh hổ hung dữ từ trong bụi rộng phóng đến nhanh như chớp cắn lìa cánh tay mà ngô đường dùng để bắn vậy là ngô đường nằm trên vũng máu mà chết